dù ở nhà thì cũng hãy nhớ luôn vận động và ăn sáng đủ cùng Milo buổi sáng để có sức khỏe thật tốt nha. Thỏ và rùa là đôi bạn hàng xóm, hàng ngày cùng đi học chung với nhau. Đặc biệt thỏ rất là thích chiêu ghẹo rùa. Bỗng một hôm, trời ơi, đúng là chạy chậm với rùa. Nãy giờ 30 phút rồi mà chưa tới nơi nữa. Ủa thì mình là rùa mà, bạn quan tâm chi vậy? Con thỏ nhiều chuyện, để mình ráng tập thể dục để nâng cao sức khỏe với chị. Ê, không mấy mình nghĩ bạn đừng có tập chạy nữa. Sao vậy? Tại vì chạy chậm với bạn vậy khó lắm. Ủa kệ mình. Không mấy mình có ý kiến gì nè. Gì bạn chơi trò chơi với mình đi. Sau 3 ngày nữa hai đứa mình quay lại đây cùng nhau thi đua. Nếu như mà ai mà nhanh hơn, khỏe hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Ủa nếu mình thắng mình được gì? Thì nếu như mà bạn thắng mình sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết. Ủa bí quyết gì vậy? Thì bí quyết gì á hả? Khi nào bạn thắng đi thì bạn sẽ biết. Nghe cũng hay á nha, đồng ý luôn. Yeah. Ngày thứ nhất luyện tập chân. Lại là thỏ đây nè. Thỏ ở nhà không cần phải luyện tập gì hết trơn. Thỏ chỉ cần uống sữa Milo buổi sáng thôi là thỏ đủ năng lượng để chiến thắng rùa rồi. Đi chơi thôi. Muốn chiến thắng được thỏ, nhất định mình phải có bữa sáng đủ mới được. Yeah. Và bữa sáng hôm nay của mình quá là xịn sò luôn. Ý. Ui bánh canh. Của Actigo còn bổ sung 70% sữa và 3 loại ngũ cốc, gạo lứt, yến mạch, lúa mì giúp cân bằng dinh dưỡng và đầy đủ năng lượng mỗi ngày. Yeah. Chỉ khi mình kết hợp ăn sáng đủ và uống cùng Milo buổi sáng thì mình mới có đầy đủ năng lượng để vượt qua mọi thử thách và chiến thắng thỏ được. Không còn từ gì để miêu tả được cái độ ngon trong cái sự hòa quyện này. Mình đúng là một người biết thưởng thức mà. Nhà sản xuất chắc hẳn tự hào về mình lắm. Vì độ thông minh của rùa đây nữa. Yeah. Cố lên. Con chào mẹ. Ồ, con đã làm rất tốt. Con không những biết chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Yeah. Mà còn có thể tự chuẩn bị cho mình một góc học tập thật gọn gàng để có một buổi học tập thật tốt nữa. Mẹ rất tự hào về con. Con tiếp tục phát huy nhé. Dạ. Mẹ đi nấu cơm này. Bye bye mẹ. Học thôi. Luyện tập tay. Theo bí kíp mỗi ngày của rùa thì rùa phải ăn sáng đủ và uống cùng Milo buổi sáng thì mới có đầy đủ năng lượng được. Cùng ăn với rùa nha. Yeah. Nói cho mọi người biết, cho dù rùa có cố gắng cỡ nào, luyện tập chăm chỉ cũng không thể nào thắng được thỏ đâu. Tại vì thỏ có bí quyết riêng mà. Yeah. Ngày thứ 3, luyện tập trí óc. Trời xa
sáng rồi hả ta? Mình phải đi học thôi. Rùa con nè. Dạ. Mặc dù cô Vi vẫn còn đang quậy ngoài kia, phải học online ở nhà, nhưng mà con cũng không được quên bữa sáng đủ đâu nha. À, con nhớ rồi, cảm ơn mẹ. Con đi xuống ăn sáng nha. Sáng sớm mình ăn cơm gà rồi uống với sữa Milo, quá đã luôn. Yeah. Trời ơi, thơm quá à. Đúng là mẹ của mình làm món gì cũng ngon hết trơn. Con chăm chỉ luyện tập quá vậy ta? Nhưng mà cũng không đáng lo ngại đâu. Thỏ cũng đã có bí quyết kiêng mà. Cứ để cho rùa tập. Yeah. Ngày thực hiện thử thách. Quyền của Actigo giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cho mình có đầy đủ năng lượng và tinh thần để giành chiến thắng cho nhà rùa nè. Thử thách 1, lắc vòng bàn tay. Giờ đây thi đấu nè. Bây giờ ai sẽ chơi trước? Thỏ chơi trước đi. Thôi, nhường cho rùa chơi trước, rùa chơi đi. Ủa, tưởng tốt là lắc thì tránh ra ta thi nè. Trời ơi, sao mà hay vậy? Chứ sao, tôi tập luyện lắm luôn á nha. Nhưng mà không sao, tôi cũng lắc được nữa đây. Thôi tôi lắc nè. Lắc. Trời, chẳng quá. Sao vậy? Thử thách 2, đạp xe vượt chướng ngại vật. Thử thách vòng này rất đơn giản. Người chơi chỉ cần đạp xe vượt qua hết tất cả các chướng ngại vật. Đó, bây giờ tôi nhường cho bà chơi trước luôn. Ủa nữa hả? Đúng sao? Giữ thần ở phía trước cho ta coi ai ngờ bắt ta phía trước. Rùa đã có tập luyện rất nhiều, bây giờ rùa sẽ bắt đầu nha mọi người đó. Bà chạy cũng hay đó nhưng mà hơi chậm. Bà coi tôi là tôi sẽ thắng bà luôn, mà tôi sẽ chạy nhanh cho bà coi. Rồi, chạy ra đi. Hay vậy. Thử thách 3, kẹp bóng ở giữa chân và di chuyển về đích. Tiếp theo, rùa phải kẹp banh ở giữa hai chân và di chuyển vượt qua trước ngay vật. Lần này tôi chơi trước, tôi không nhờ bà nữa. Oh, ok luôn. Có lên. Trời, sao mới nhảy mà sao thỏ thấy mệt quá. Thỏ thì giống như sao đặng. Trời ơi là trời ơi. Gót chướng ngại vật nữa. Oh no. Coi tôi nè. Ông hồi nãy chơi kẹp bóng sai rồi. Phải kẹp bóng giữa hai chân như thế này. Yeah. Sau đó mình bắt đầu di chuyển. Vậy mới khó chứ. Sao bà chơi hay quá vậy?
Gùa ơi, gùa ơi, sao gùa nhanh và khỏe quá vậy? Gùa trải qua hết tất cả các thử thách luôn mà không gặp bất cứ khó khăn nào hết trơn á. Chứ sao gùa mà? Trời ơi, Thỏ hâm mộ gùa ghê luôn á. Bây giờ Thỏ sẽ chia sẻ bí quyết của Thỏ cho gùa xem. Wow. Đó. Ủa, nhìn quen dữ vậy à? Nhờ uống Milo buổi sáng mỗi ngày nên mình mới khỏe và nhanh như vậy á. Nhưng mà bạn có biết vì sao bạn thua không? Không. Trời ơi, bạn phải ăn sáng đầy đủ và uống thêm Milo buổi sáng nữa thì bạn mới phát huy được hết công dụng của bí quyết này được. Trời ơi, thì ra bí quyết là như vậy hả? Đúng rồi. Thỏ không biết. Thỏ cảm ơn rùa nghe. Vậy thì sau này á, Thỏ cũng ăn sáng đầy đủ với uống Milo buổi sáng để Thỏ tràn đầy năng lượng trải qua hết tất cả thử thách luôn. Ok. Yeah. Ủa mà rùa ơi, cho Thỏ hỏi bây giờ mình vẫn là bạn thân với nhau chứ hả? Ok, vẫn là bạn thân nha. Ý, bây giờ đi học đi. Đi. Đi.